Khoan. 1, 2, 3, vô. Đã không Lâm, đã không chịu Lâm? Chịu. Để mày lấy gì ra? Để cái đầu để, bộ. Để bánh kem có hình cọp. Đây là mấy đứa cháu ở nhà của mình ha. Bữa nay đứa nào cũng mặc đồ đẹp hết. Tại vì em đánh dần á, nhiều khi em đánh dần chữ trí, em đánh thành chữ trí á. Trời, Lâm 10 tuổi mà nay còn. Lại trong đó 10 tuổi. Con bị rồi, nó chạy lỡ rồi. Rồi bây giờ nè, đứng đàng đàng hoàng nè, chuẩn bị hát chúc mừng sinh nhật anh Lâm nè. Chưa, quay qua đàng hoàng. Chưa, từ. Ok, để bắt tư gái làm. Xong rồi thì sẽ té. Hôm nay sinh nhật Suka đứng giữa vậy. Rồi từ để bác Tư bắt tắt đèn. Rồi nè, đứng xích ra nè, Trân đứng xích ra Trân. Tắt đèn này không thấy được. Rồi, đó được rồi đó. Thôi mở đèn sáng đi, lỡ rồi thôi đi. Rồi hát đi. Hát đi. Anh Trân, anh vô vô hát đi không? Ước gì ạ? Vỗ tay. Giờ có lời xong rồi, giờ Sushi Suka có tặng quà cho anh Tâm không ta? Dạ có, tặng rồi. Tặng rồi hả? Đang tặng gì? Tặng đây cục kim cương. Trời ơi, sinh nhật đang đây cục kim cương. Trời ơi. Sao anh Sơn làm gì có tiền? Thôi trả lời cho em đi con. Rồi, được rồi, mời mấy em ăn thôi, được rồi. Rồi. Rồi, đó giờ muốn cắt bánh kem cắt chỗ nào? Đó kìa, đó nội cho 50 kìa. Trời ơi, nay quá xe tiền luôn. Nhiều. Rồi, cắt bánh kem đi. Chắc làm sao? Cái gì? Con gì kìa? Trời, không có con nó bay, con không vô con, hỏi bắt nó ra. Phải bỏ không tao, cái dây nha. Cái dây. Trời ơi. Cái dây. Các bạn thấy ở nhà mình thấy con nít quá trời đông luôn. Bây giờ dẹp bánh kem đi rồi giờ nhập tiệc thôi. Bây giờ là có gì gà gán nè, gà gán rồi trà sữa. Ở nhà mấy đứa nhỏ của mấy đứa cháu của mình rất là đông. Một nhà luôn. Rồi đã xích qua. Bây giờ anh Dương xích lên con. Ở nhà mình thì hơi chật, mấy đứa nhỏ nó đợi một cái là ngồi là hết chỗ ngồi luôn rồi. Bưng hai tay lên để rớt cái dĩa đó chỉ nhựa. Anh vô anh ăn đồ nha. Ăn đồ. Hả? Dạ. Ăn đồ
con chưa ăn rồi hả? Ăn đuôi hồi cánh còn ai ăn chờ. Cánh mẹ. Cánh mẹ. Để con chơi đủ vô vào cái dĩa này có ai của mẹ. Đủ cà sữa chưa? À, bây giờ là có giò nhán nè. Rồi con ăn rồi tụi con ăn đi. Cánh nhán kìa. Nè, cánh nhán kìa. Bây giờ mẹ múc súp ra luôn nha. Thôi cho tụi nó ăn rồi trước đi, em hồi súp về để đâu? Cả nhà chặt không có chỗ để mà em để nữa đâu rồi để. Rồi Đạt ăn đi con. Ăn thử là ngon không? Rồi đó có tương ớt rồi đó. Em không lấy mấy cái dĩa nhiều cho tụi nó chấm ra chứ. À, sinh nhật thì mình làm đơn giản cho mấy đứa nhỏ nhà nó chơi được rồi các bạn, chứ không có cần phải cầu kỳ ra quán đâu mất công. Ra quán là tốn tiền thôi bị bộ mà. Nhà mình thì chật nên là mấy đứa nhỏ nó lại đông một cái là hết chỗ ngồi luôn nè. Sao Lâm nay vui không Lâm? Vui lắm. Lâm lần nào cũng tới sinh nhật cũng làm hoành tráng ha. Con Đạt nào giờ có lập sinh nhật chưa? Chưa. 11 thì nè, tới sinh nhật nói bác Tư làm nha. Bác Tư tổ chức cho Đạt nha. Tổ chức hoành tráng. Tổ chức hoành tráng hơn Lâm luôn ha. Cái đùi kinh bự bằng cái đùi Đạt luôn. Rồi ăn đi. Mẹ con có nguyên cái đùi bự luôn. Hả? Anh Dương hả? Bự cho bá. Ngon không? Dạ quá ngon luôn. Đùi nó bự chảy vậy. Rồi bây giờ ăn đi rồi bắt đầu xuống múc súp lên nữa là được đó. Ăn nha. Em chú em múc là mấy đứa nhỏ này là vừa đủ rồi. Thôi đi, nhiều lắm, ăn gà rán này chưa xong. Ừ thôi sớm xuống múc đi. Mấy đứa nhỏ thì nó chịu ăn gà rán nè, uống trà sữa. Gà rán Jollibee với bắt tư gái làm ai làm ngon hơn Đạt? Gà rán Jollibee hả? Rồi thôi vậy thôi là không tổ chức sinh nhật cho thằng Đạt. Bắt tư làm ngon hả? Kè có gì đó, có khoai tây nữa rồi không? Đó, ở nhà thì có trà sữa Thái nè. Đó, mình làm sẵn cho tụi nhỏ nó ăn, nó uống luôn. Trời ơi, hết Dương ăn. Sao anh Dương, ngon anh Dương? Ngon anh Dương? Ở nhà thì mấy đứa nhỏ thì mình tổ chức sinh nhật đơn giản như vậy là tụi nó cũng thấy vui rồi, cũng không cần phải cầu kỳ quá. Ăn uống đơn giản là tụi nó cũng với anh em tụi nó chơi với nhau cũng rất là vui. Trời. Nhưng mà tụi nó ăn chưa hết đâu em ơi. Rồi Đạt này lăn xăng dữ lắm, lăn xăng nè. Sao ngon Đạt, ngon không? Ngon. Ăn này rồi hồi ăn tới ăn súp nè, súp rồi hồi tới ăn bánh kem. Ăn không vậy? Súp gà. Ngon cấp độ 100 luôn á. Ngon cấp độ 100 luôn hả? Quá nha. Tôi dốc. Tới tiết mục thứ hai là ăn cua. Đúng ra cái này là người ta phải ăn súp trước nè em. Súp trước mà tụi nhỏ nó đòi ăn gà rán trước. Hết thời, để chiều khi tụi nhỏ ăn không hết á. Nồi súp gì súp
Gà hả? Gà. Gà rất là hấp dẫn. Một đứa nó ăn một cái đùi gà với một cái chén súp này ha, một tô súp này với một ly trà sữa nữa là no cạnh không hết rồi. À, có khoai tây. Ở nhà thì sinh nhật mình tổ chức đơn giản như vậy, tụi nhỏ cũng thích lắm. Chứ mà còn mình làm ra ngoài quán thì nó cũng hơi bất tiện ha. Lâm ăn xong hả Lâm? Lâm ăn xong đùi chưa? Rồi. Ăn thêm tô súp nữa nổi không? Ăn bánh kem nữa hả? Ăn dữ vậy trời. Anh Thường, anh Dương ăn hết chưa? Hả anh Dương? Anh ơi còn cặp cái đùi kìa. Đó, Dương. Anh Sơn ăn ngon con? Là sẽ có tiếng anh Sơn. Ngon không? Anh Sơn ngon không? Ăn còn ăn nổi nữa không? Sẽ ra chơi. Đi gà, gì? Rồi, đây chơi. Chú đi rồi đó, chị xuống cho mấy đứa em đi. Em không có lồn. Em đã đưa đưa anh Đạt đây kìa. Kìa bưng đàng hoàng. Chú lại chơi trò chơi nha ba. Thôi đi tính. Con biết con nghĩ ra trò chơi gì vậy đó. Nè, em đưa ba em hai con giáp. Không. Cái bánh chè, cái bánh kem. Ra nè, ra. Anh Trần, ủa anh Dương ăn nổi nữa không? Anh Dương ăn thêm tô súp nữa kìa, ăn không? Chết con, để ghét con ăn. Đây, đây, đây. Để con ăn tô súp nữa chăng. Cho anh Trần kìa. Để lên trên đó không? Rồi nè. Vậy ăn tô anh Dương, ăn Dương. Nhìn nè, bây giờ nè, đùi gà, cánh gà nè, súp nè, trà sữa nè. Nhìn quá trời đồ ăn luôn. Sushi, sushi bữa nay là không nói nên lời luôn, là ăn suốt luôn. Hả sushi ngon, sushi ngon. Tập trung chuyên môn. Sushi tập trung chuyên môn quá. Tập trung chuyên môn để chúng tập trung chuyên môn. Áo đầm màu vàng cùng với anh Lâm luôn. Anh Dương nữa. Hai anh em. Anh Dương nữa, anh Dương nhìn cái đầm màu vàng nữa. Cũng không coi gì. Rồi bây giờ là tụi nhỏ đó đã ăn xong hết rồi đó các bạn. Thì giờ là ăn bắt đầu ăn bánh kem phải không? Đó, bây giờ mình sẽ cắt bánh kem tiếp cho tụi nhỏ đã ăn nha. Cắt bánh kem nữa. Để đây đi, để đây anh cắt ra cho tụi nhỏ nó ăn đi. Đó. Kem của Chí Lâm. Là con mình đó là tên là Trí, chữ Trí ha, Trí Lâm. Mà vợ mình lên đó đọc sao mà người ta ghi thành chữ Chí Lâm luôn. Ủa, hình như hồi nãy chắc sai chỗ rồi đúng không ta? Ờ, đúng rồi đó. Đó, thì mình làm clip này chủ yếu là để cho con mình á, để thời gian sau dường như nó có lớn lên ha, nó có mở clip lên nó xem, mình nhớ lại những cái lần mà sinh nhật á, ở nhà mình tổ chức cho nó vậy đó. Chứ clip này thì thật sự thì nó cũng không có liên quan gì tới cái kênh của mình ha. Chỉ là một cái vlog gia đình thôi. Thì nếu các bạn xem cái video này thì cảm thấy thích thì hãy like. Hãy gửi một cái lời mời. Ủa, hãy gửi một cái lời chúc sinh nhật đến Trí Lâm ha. Hả? Rồi bây giờ cái video mình sẽ kết thúc tại đây nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn ai Lâm. Cảm ơn mọi người. Mọi người hả? Rồi mình kết thúc video nha.